Rồi, chúng ta tiếp tục tới bài số 139. Cố gắng lên các bạn, sắp tới đích rồi. À? Tôi sẽ làm vật liệu cho cái phần đèn này. Đèn đọc sách. Đèn đầu giường. Kim loại đồ Thì tất nhiên rồi. Các bạn nhanh nhất có thể copy luôn những cái vật liệu làm cái vách cửa kính này, gán cho nó. Nhưng tôi muốn nó khác đi một chút. Nên là trong bài số 139 tôi đã chuẩn bị sẵn một số những cái mẫu mà các bạn có thể xài được ví dụ như là phần bóng đèn này cái phần che bóng đèn các bạn có thể làm cái vật liệu kiểu như này rồi cái cái thân dài đây này, này các bạn có thể làm cái vật liệu sắt kiểu này rồi cái phần tiếp giáp giữa cái chụp đèn với cái thân cây này các bạn có thể làm cái vật liệu đồng cho nó sậm đi một chút giống kiểu này này đó Nhanh là chúng ta có ba cái vật liệu đúng không? Ok Tôi sẽ đặt cho nó cái camera dí sát vào Đặt luôn ở đây được này Đó Rồi, ở đây tôi sẽ làm cho nó cái vật liệu này trước Vỏ màu đen chảy xước ra cái lớp kim loại bên trong Màu trắng hơn, sáng hơn cảm giác cái kim loại này nó giống như kiểu hợp kim nhôm Ở đây nó cao quang các bạn thấy không Nhìn chỗ này nó cũng không sáng lắm Thì chắc chắn rồi, cái này chúng ta sẽ về sử dụng vật liệu Corona LMTL Vô đây Này Này Vào trong cái bộ Medo Lấy cho nó cái map này sử dụng nó thông qua cái Corona Color Correct Nó đang hơi sáng, kéo cho tối đi chút Ok Middle Copy này xuống và cái bộ round nít này lấy cho nó cái map này Corona color correct base round cái map này dường như đang hơi tối cho nó mờ đi chút ok kiểm tra xem nào group đứng cái vật liệu này gán cho toàn bộ luôn chúng ta test trước sâu lên không thấy gì ăn group UV 800 Rồi đã thấy texture Tương tự Render thử Cái map trên kênh Base Color nó đang hơi đều tôi sẽ mix mix nó với một cái map như này chẳng hạn cái màu này màu đen sẽ là cái màu gốc đặt nó xuống dưới đi thì các bạn sẽ giữ được cái màu này cho nó xuống bất tầm này Màu này Chắc chắn là tôi sẽ phải sử dụng nó Thông qua Corona Color Correct Top Kéo xuống đây Ở chế độ hòa trộn Chúng ta sẽ để Mix Thử giảm tỷ lệ 0.1 ừ. Cái vật liệu chúng ta sơn đen mà đây là xuất hiện màu sắc này. Saturation. Kế tiếp để tạo những cái vết này rất là dễ. Chúng ta sẽ sử dụng một cái vật liệu riêng. Kim loại trắng. Kéo này xuống đây. Copy này xuống. Vào cái bộ middle texture này. Lấy cho nó cái này luôn. base copy xuống tôi sẽ lấy cho nó một cái map có cái độ tương phản vừa phải kiểu này middle ok trên cảnh mẫu thì nó không bóng lắm nó cũng mờ mờ thôi chúng ta sẽ tăng sáng cái này lên ok layer 1 copy này xuống cái mask một tôi có thể vào đây lấy mấy texture kiểu này nè ném vô invert nữa Mask 1 Chọn cái này Gán Map đang hơi ít đúng không Hai link nữa Hai hai Ngon rồi rồi, ở đây chúng ta sẽ làm cho nó xuất hiện ở những phần lồi Nghĩa là inside đúng không? và ngay cả những phần outside góc cạnh nó bám những cái hàn gì vậy nó mới đúng đưa lên đây copy cái này xuống ném vào layer 3 luôn Corona AO Copy này ra đây AO Distance Kéo này vào mass 3 Outside đúng rồi Outside thì nó sẽ làm giờ phần góc cạnh đúng không Color Spread. Và bộ đất Quăng cái map này Bỏ invert đi swap hai cái màu này và cái vật liệu này chúng ta sẽ đổi sang cái han gì quang cho nó cái này cho nó tối đi chút ừm cái bên trong cái chụp đèn này có vẻ sai sai chắc là lỗi modeling đấy nên nó nhận nhầm cái chỗ này là cái phần outside tăng độ bão hòa lên ok bỏ cái base round đi han gì không cần round it mắc tần để 20 thôi Ok rồi tôi sẽ cầm cái này này ném xuống layer 2 kế tiếp tôi sẽ cần một cái map Corona O nữa và đối với Corona O này tôi sẽ đổi thành inside thì như vậy nó sẽ làm ở những khu vực lồi ra đúng không ném ở mass 2. Quá trời nhiều. 5 ly. Cái này lỗi mò linh rồi. Do cái hình khối nó cong nhiều quá. 1. Rồi. Để giá trị 1 ly luôn. Méo mó có còn hơn không. Tôi sẽ chỉnh cho cái vết than gì ấy nó tươi lên một chút, sáng lên chút đi. Tối thì cũng đúng nhưng tùy bối cảnh. Rồi, chúng ta tới tiếp một cái vật liệu thứ hai đó là cái loại sắt này. Khi quan sát các bạn sẽ thấy nó có cái lớp sáng này, lớp kim loại mới khá là bóng. Cái tiếp là cái vật liệu sơn đen thì chắc chắn rồi, cái sắt này nó phải sơn đen mà. Nhưng sau quá trình sử dụng thì nó xuất hiện những cái vết han gì nhưng thực ra để cho dễ làm đấy chúng ta chỉ cần làm một cái lớp vật liệu kim loại mới kế tiếp là tới cái phần han dỉ chọn cái mát hòa trộn và giảm cái tỷ lệ xuất hiện của những cái han dỉ này cho nó nhanh cái quan trọng nhất đấy đối với vật liệu han dỉ thì các bạn sẽ phải kiếm được những cái texture mà nó bao gồm cả những cái vết han dỉ màu hơi đỏ đỏ với những cái màu đen đen thì đỡ phải làm nhiều còn không thì phải blend nhiều thôi Tôi sẽ vào cái bộ dirt texture này Lựa cho nó mấy cái map Sang sáng bề mặt nó đều một chút Giống kiểu này này Để chúng ta làm cho nó cái map trên kênh base color Của cái vật liệu kim loại trắng Sáng à, Như này hả Không các bạn lại kêu tôi xài đi xài lại cái bộ kia nó quá nhàm chán qua đây cầm này ném rồi copy tôi sẽ lấy cho nó tích cho này Middle Ngon chưa? Corona layer Qua đây Lấy cái bitmap này Lên đây Lấy cái bitmap này Han gì và Dancy đúng không? Corona Coronamic cái này tốt này cái này bất tầm mix mix theo kiểu gì thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái texture vào đây tôi sẽ lấy cho nó cái này ném vào mix ok base round cái map này này, cứ chỗ nào đen đấy thì nó sẽ sử dụng cái texture phía dưới Nghĩa texture đen xì và cái texture này nó sẽ phản chiếu tương đối tốt đúng không? cái chỗ nào màu trắng thì nó sẽ sử dụng cái texture han gì và những cái khu vực han gì thì nó không có round hoặc là round nó quá cao nên tôi sẽ sử dụng cái texture này này trên cái kênh base round cầm cái này dí base round luôn thì như vậy những cái chỗ nào màu đen đấy, Crown nó rất là thấp, nghĩa là nó rất là bóng. chỗ nào màu trắng tương ứng với cái vị trí hàn gì thì ronit nó rất là mờ, nó không phản chiếu nữa. như vậy nó mới đúng. làm tinh tế thì nó sẽ vậy. kéo này lên một, cái này base, copy này xuống. Tôi sẽ lấy cho nó texture kiểu này 50, 50 Mask 1 Sâu thử Đảo ngược cái map này Ừ. Cái texture này chúng ta nó giãn hơi nhiều chất lượng nó quá kém đi. Tôi sẽ thay link nó lên 44. Tương tự với mấy cái này nữa. cái map này tôi có thay linh lên 44 cái chụp đèn này đúng là chúng ta phải ăn drop nó mới ngon được cái phần đen đen này tôi sẽ giảm bớt đi cho nó bớt bóng đi thêm cho nó cái corona color correct tăng sáng đi. rồi cái map này tôi sẽ đổi sang cái texture khác kiểu này chẳng hạn cho nó ít những cái phần kim loại tôi muốn nó xuất hiện loáng thoáng ok các bạn có thể thấy rõ cái hiệu ứng này những cái vùng mà màu đen sơn đen thì nó bóng này kế tiếp tới những cái vùng hàn gì thì nó không bóng loáng thoáng xuất hiện những cái kim loại mới đúng như chúng ta dự đoán đúng không nhưng mà cái map hòa trộn giữa cái kim loại đen với kim loại han gì dường như nó chưa được ngon lắm à, tôi sẽ đổi cái map này sang cái kiểu này hòa trộn 50 50 và các bạn đừng quên copy cái map này xuống cái kênh Ronit Reload Như vậy nó mang nhập với nhau Ngon rồi, rất đúng như ý đồ Nhưng ở đây nó có cái vấn đề Là những cái phần kim loại sơn đen này nó đang bóng quá Các bạn thấy không? Tuy rằng chúng ta đã sử dụng cái Corona Color Correct Curve nó lên Nhưng dường như với cái màu đen và trắng thì nó chả có xinh si gì Đây là tôi sẽ phải sử dụng cho nó một cái Corona Mix Kéo này xuống đây Cái này nó sẽ đóng vai trò là cái mask xe trắng giữa một cái top tôi để màu trắng bất tầm tôi sẽ sử dụng cho nó cái map kiểu như này nó hơi bóng bóng ném ra đây à, cái này tôi sẽ chọn chế độ mix hình không đó chỗ là màu trắng thì nó cứ sử dụng màu trắng màu trắng là rau quá cao đúng không coi như nó không có phản chiếu trên bề mặt những cái chỗ nào màu đen thì nó sử dụng cái giá trị màu xám xám này nó sẽ hơi bóng bóng thôi chứ không bóng lộn giống kiểu này ném vào đây bớt bóng lộn rồi này, này ok thời gian cũng dài rồi hẹn gặp lại các bạn trong những tutorial kế tiếp